Được. Thôi, được chưa nhỉ? Được rồi. Có nào tao làm cho nó thoát ra không? Ê, bấm vô coi coi. Hello, hello mọi người. Chưa ai vô. Rô, rô, rô lại lại đây cho mẹ mượn. Đi cho mẹ mượn livestream xíu đi mà. Đây đây. Xin chào anh Chí Giỏ nha. Nè, úi la la, chào mọi người đi. Chào mọi người, hello, hello. Dẹp 600 người coi rồi. Vui quá, Facebook hôm nay đã bình thường trở lại, không còn như hôm qua nữa. Các bạn ơi, các bạn thấy mình đang đeo cái gì không? Đeo là lỡ hết một nút rồi. Ta rút ra được một kinh nghiệm, đó là khi mặc đồ hỏi ngực thì cái lượng người xem sẽ rất là đông. Đúng rồi. Chào mọi người, chào Hà Hoàng, chào Quý Nguyễn. Răng dính sơn má ơi. Chào Lạc Trôi, chào tất cả người lạ. Thế Di em đi khăn ca sa uống trà. À, vì đang có một bình trà kế bên cho nên không cần đi uống trà đâu, lá la la. Đây có tao nè. Chào mọi người, yeah, được được 1.200 rồi. Hôm nay là có mấy mày? Hôm nay là thứ sáu, hôm nay là thứ sáu, gần được 2k rồi, vui quá. Các bạn ơi, các bạn có tâm sự gì với mình không? Đố các bạn là Vi đang đeo cái gì ở ở eo nè. Không thấy chưa? Chưa, mà xích lên nhưng mà thấy chưa nè. Các bạn thấy chưa? Đợi xíu. Lấy ra. Đây, Vi đang đeo cái này gọi là latex để giảm mỡ bụng bởi vì mấy bữa nay mình ăn nhiều quá. Chắc đâu thấy hở ra đúng không? Mặc đồ phản cảm vậy. Đồ này không phải là phản cảm mà tại vì đồ ngủ của mình. Bắn tim này. Cho mượn cái kia coi đi, cho mượn cái kia coi đi. Ờ à, đúng rồi, cái này là cái dùng để làm giảm eo á. Tại vì mọi lần là Vi hay đeo cái concert. Concert nhỉ? Concert. Concert. Tại vì mình đeo concert nó rất là cứng, với lại là khó ngồi nữa, không có dễ ngồi nói chuyện với mọi người. Cho nên là hôm nay Vi đổi qua là đeo cái latex này. Nó mềm hơn bởi vì nó có bốn xương, là các bạn có thể thoải mái cử động, hoặc là các bạn có thể tập gym được luôn. Chị mua hả? Chị mua của chị Diệu Anh đó em. Chị có tab chị đó bên ngoài livestream, với lại là dẫn link pay của bên đó. Nếu mà các bạn muốn được tư vấn kỹ hơn thì có thể inbox trên bên đó, hoặc là hỏi Vi cũng được. Vi cũng sau khi sử dụng thì Vi cũng có một ít kinh nghiệm về sử dụng cái latex này. Gọi tên MDV. Chào chị Nhi EV. Bên đó có tiếc không? Sắp được 2.000 rồi kìa, bữa nay được 1.900. Bởi vì khi mà ngồi yên livestream thì mọi người sẽ coi đông hơn là cầm cái điện thoại qua lại. Là phải áo này có đâu có lộ gì đâu không? Tại vì bên trong ta có đầy gió nhiệt. Chào mọi người nè, chào Lê. Sắp 2k người xem mà vui quá. Giảm mỡ bụng chứ đừng giảm mỡ trên. Cái này là dùng để giảm mỡ bụng, tại vì Vi có sử dụng qua rất là nhiều cái loại nịt bụng. Hồi đó mình nịt bụng bằng vải á, thì nịt bụng vải khi mà các bạn xài khoảng 1-2 tuần thì nó sẽ bị giãn ra, với lại là nịt bụng vải nó ngắn lắm, nó có tới đây à. Mà các bạn nịt ở dưới đây nó sẽ bị lòi mỡ ở dưới cái phần bụng dưới này, mà hầu hết thì ai cũng bị cái mỡ ở phần bụng dưới hết trơn á, cho nên là mình sử dụng latex bởi vì nó dài như thế này, nó mới nịt được từ ở trên bụng trên các bạn cho tới bụng dưới đây. Thấy chưa, các bạn thấy ôm gọn luôn. Cái này thì có đủ size hết trơn á các bạn, từ 80 mấy ký trở xuống đều có size cho các bạn nha. Chào mọi người, các bạn ơi, các bạn muốn hỏi gì về cái nịt bụng Vi đang đeo không?
Sau khi tư vấn về nịch bụng thì chúng ta chơi một trò chơi nho nhỏ. Trời, con hỏi Vi có nâng ngực không? Oh my god. Không. Tự nhiên đó. Thấy tự nhiên không? Chào mọi người, chào Mỹ Duyên. Áo này làm ngực rồi mới. À, cái áo này không phải là làm ngực rồi mới mặc, tại vì cái này là nịch bụng, dạng kiểu nịch bụng á, tại vì bụng em bị bự với lại là bị mập. Mà cái này thì bạn nữ nào hoặc là chị mấy chị em nào cũng bị cái phần bụng bự, cho nên là mình, nếu mà mình hạn chế về cái thời gian đi tập gym nè, với lại là mình khó để có cái bụng đẹp á, cho nên là mình sử dụng cái loại nịch bụng này. Sau khoảng một tuần thì mình giảm được 3 cm, kết hợp là ngày nào mình cũng nịch khoảng 10 tiếng. Bao nhiêu một cái? Cái nịch bụng A nó có hai màu luôn, cái Vi đang nịch đó là hiện tại là màu đen, còn có thêm một cái màu nu nữa, đủ size luôn nha các bạn, size S, size M và XL đủ hết trơn luôn. Đây cái gọi là latex 4 xương rất là mềm, các bạn mặc vô thoải mái, với lại là nó dài hơn so với những cái loại nịch bụng, những cái loại nịch bụng thông thường á, nó sẽ ngắn tới đây và các bạn không bịt hết được cái phần bụng dưới của các bạn và lòi mỡ ra. Còn cái này thì các bạn nịch nó ôm sát vào người hết luôn. Ten ten vậy đó. Ôi, oh my god, mẹ chưa, nó vào nó quấy hóa tình dục ta kìa. À, ngực Vi là đẹp tự nhiên đó các bạn. Đẹp tự nhiên, ha ha, đẹp tự nhiên. Hello, cơ trưởng. Không, cái này, hai cái này là cùng một loại với nhau mà. Tại vì nó có hai màu, cái này là màu nút. Còn cái Vi đang đeo là màu đen nè, sau khi mình đeo nó rất là thẳng ôm phần bụng này với lại là sau lưng luôn. Y đây rất là im mà mình ngồi nó không có bị khó chịu, sinh hoạt đồ rất là dễ, các bạn có thể mặc đi tập gym chẳng hạn. Cái này, một cái này của mình là 550 nha, sử dụng êm hơn nhiều so với concept luôn á, tại vì concept rất là cứng nè, rất là khó chịu, rất là bị ngợp. Còn cái này thì nó có cái độ giãn vừa phải, cho nên các bạn mặc mình sinh hoạt đồ bình thường. À, bởi vì đang nói về cái latex, nó vô nó cứ hỏi ngực. Cái nịch này là 550 một cái nha chị. Giá một cái này là 550 nè, có hai màu cho mọi người lựa chọn luôn. Vì thì Vi mua hai màu luôn để mình xen kẽ với nhau. Hiện tại thì Vi đang là size S. À, size M chứ. À, la la. Đẹp nhờ. Ồ, đẹp đấy. Em sinh năm 91 dùng có sao không chị? Cái này mình bao nhiêu tuổi dùng cũng được. Mình Vi năm nay sinh năm 98 thôi, nhưng mà mình vẫn dùng được, bởi vì ăn nhiều nè, với lại làm biếng đi tập gym cho nên là nịch này. Với lại là khi mà nịch cái này á, các bạn có thể kết hợp với lại những cái kem massage đó. Cái kem massage thì các bạn massage lên khoảng 10 phút cho nó thấm vào, sau đó thì các bạn nịch cái này lại và hiệu quả nó sẽ cao hơn. À, từ từ mọi người, không, mình từ từ thôi, nhiều quá đọc không hết. Đúng rồi, cái loại này á, là loại 4 xương. Thông thường thì những cái loại trước kia á, thì nó là 9 xương. Nhưng mà khi mà 9 xương á, các bạn ngồi nó rất là khó khăn. Nó bị cứng á, các bạn hiểu không? Nó là bị siết vô, rất là tức ngực. Còn cái loại 4 xương này nó sẽ mềm hơn nè, các bạn dễ di chuyển hơn. 59kg nịch, nịch xay mấy nhỉ? 59kg có thể là chị nịch xay XL không? Cái này thì em không rành cho lắm, cho nên là chị vào Linh Pay đi, các bạn sẽ tư vấn cho chị, hoặc chị inbox cho chị Diệu Anh đó, em có tắt chị đó bên ngoài. Em là con trai làm được không chị? Mà làm thử coi. Chấm hỏi. Mũi chị tự nhiên không em, mắt mũi miệng chị tự nhiên hết. Tự nhiên sửa cái nó đẹp. Cái loại này các bạn có thể mặc đi ngủ luôn, không có bị ngợp thở, nhưng mà cái loại concept chính xương đâu. Em ten các bạn ơi, các bạn còn hỏi gì nữa không? Một cái gì như vậy là
550 nha. Còn con set thì bên chị Diệu Anh cũng có bán luôn, con set là giá 600. Cái loại này là các bạn, bên ngoài là cái lớp tráng cao su cho nên là có cái độ co giãn nhưng mà rất là bền, không có bị giãn luôn như những cái áo nịt ngực. Còn phía trong đây là bằng thun cao cấp, rất là thấm hút cái mồ hôi, không có bị bí da nữa. Vi sinh năm bao nhiêu vậy? Vi sinh năm 2000. Con ta đâu nhỉ? Được quá, được quá. Chị Vi đẹp quá đi. Em thích chị Vi lắm. Chị Vi cũng thích em lắm. Bạn trai sao ở chung vậy? Đó, bạn trai. Hãy coi đây là người bạn trai của gì. Bận đồ bạo quá. Hôm nay dùng son vệ sinh vậy. Đây là son mình dùng. Lani. Vậy là em không. Thấy chưa, nó vô nó quấy rõ tình dục tao. Những đứa này nên bị bắt nè. Báo công an đi. Tao báo công an bây giờ. Yêu nghiệt. Bao nhiêu một cái? Cái này là 550 một cái nha. Đây cái loại mà Thứ Vi đang làm. Cái này có rất là nhiều nốt, có 3 nốt cho các bạn gài. Đây nốt có. Nốt này nó hơi xiết quá cho nên là mình gài cái nốt này luôn. Cái loại này rất là thoải mái nha các bạn, không có bị giãn đâu, với lại là không bị cứng quá như là concept. Thích tóc của Chí Di. Tóc của Chí Di là được anh Chí Võ làm á. Dạ anh Chí. Dạ anh Chí, các bạn có thể follow Võ anh Chí để mua bộ sản phẩm từ đây Thanh Lý. Mình sau khi sinh á thì mình nên nịt cái này, nó sẽ là mau thon gọn hơn, không có bị sổ bụng ra. Ngồi xa hả? Ngồi xa xíu là thấy nịt bụng. Ừ gì cái ghế như đây nè. Mọi người thấy chưa ta? Đợi xíu lấy cái gói ngồi lên cho cao. Đợi xíu nha. Úi giời ơi. Nịt có cần thoa kem nóng không Vi? Nịt cái này thì mình kết hợp với thoa kem nóng thì hiệu quả sẽ cao hơn. Nhưng mà mình phải thoa kem nóng, mình massage cho nó thấm vào, cho nó nóng lên rồi các bạn hả, mặc cái này vào nha. Để thôi mình vừa mới thoa kem còn ướt nhẹp vào các bạn, nịt vào thì nó sẽ bị bí da. Các bạn nịt cái loại latex này nè, một tuần các bạn nịt thì các bạn sẽ được giảm khoảng 3 cm. Cái này không có khó thở đâu. Hey, chào Lily. Cái này không có khó thở đâu nha mày. Cái này dễ nịt hơn con set luôn. Con set thì nó cứng và là nó có chín xương á. Mình ngồi, nhiều khi mình ngồi cơm lưng cũng khó. Nhưng mà cái này thì dễ nè. Nó giãn vừa phải. Với lại là ôm được cái bụng dưới. Nói chung thì mình thấy phụ nữ ai cũng bị cái phần bụng dưới hết. Cho nên là các bạn nịt cái này là nó sát được cái bụng dưới các bạn vào. Nhưng mà mình cứ xuyên nịt tháng này qua tháng nọ thì bảo đảm cái mình có được cái vòng eo rất là ưng ý. Phải kết hợp với lại là nhịn ăn một xíu. Tao là kinh khủng. Đẹp lắm, đứng đẹp phải nhầm đi chứ. Giá của có một cái latex này là 550 nè. 550 ngàn đó. Đúng rồi, cái loại này hiện nay rất là nhiều người sử dụng luôn. Bởi vì nó vừa hiệu quả nè, vừa tiện lợi nè. Giá cả cũng rất là hợp lý, chỉ với 550 thôi à. Ồ, mát quá. Muốn đi. Chào mọi người. Đau khom lưng xem thử coi, khom lưng vẫn bình thường nha mọi người nè. Nói chung là hoạt động bình thường, kể cả khi mà các bạn mặc để tập gym luôn. Cái này là tại vì mình nịt ở ngoài cho các bạn thấy được cái nịt bụng á. Còn mỗi khi Vi nịt ở nhà là mình nịt ở phía trong cái đầm này nha. Hiện tại thì mình đang nịt ở bên ngoài cái đầm ngủ cho mọi người thấy được cái latex mình đang đeo. Mình đang đeo cái màu đen. Nếu các bạn thích màu nude thì các bạn có thể mua màu nude. Có rất là nhiều size cho các bạn lựa chọn. Eo của Vi hả? Eo của Vi hiện giờ là
khoảng 60 nhỉ. Phi sử dụng được một tuần rồi bà. Ôi trời ơi, không thể tưởng tượng được. Nó rớt. Hết hồn. Eo ơi. Nguy hiểm ơi. Sao nhỉ? Mọi người đợi mình xíu, mình lấy cái điện thoại cái. Đúng rồi. Trời ơi, tại sao ta lại thông minh như vậy? Đi ra. Không nhìn được phần dưới, đợi xíu để mình ngồi vậy cho các bạn dễ thấy. Điện thoại hãy ngồi im đó nha, đừng có rớt nữa. Nhưng mà không sao, ta có mặt quần bên trong. Đây. Đây. Đây là cái latex mà Vi đang nịt ở bụng. Mình nịt được cả xuống phần bụng dưới luôn. Còn các loại mấy cái nịt bụng thông thường á, cái mấy cái loại mà gài bằng cái gì đó thì các bạn nịt được khoảng tới đây là nó sẽ bị lòi mỡ. Các bạn ngồi xuống nó sẽ bị phồi mỡ ra ở phần dưới bụng dưới á. Phồi mỡ. Nhưng mà cái này thì các bạn nịt được sát với cái bụng dưới luôn. Nhìn đi, nhìn nghiêng, rất là thon. Đây là cái phần eo phía sau. Thấy chưa? Rất là đẹp. Ui da. Đó. Rất là im luôn. Ngồi bình thường cái này mình có thể đi tập gym thoải mái, đi quẩy cũng được. Chả sao cả. Các bạn nhiều ký, 70kg, 60kg, 80kg vẫn có size cho các bạn. À, nó chửi tao kìa, tại sao nó chửi tao chứ? Yêu nghiệt. Cái đứa thì là những đứa yêu nghiệt. Tại sao lại có những đứa yêu nghiệt như vậy? Yêu nghiệt. Các bạn ơi, các bạn chơi mini game không? Chơi mini game nhỏ nhỏ, mình tặng cho 10 bạn đoán trúng 2 số nha. Tặng cái này cho 10 bạn nè. La 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 la. Nịt cái này có cần tha thuốc không chị? Nịt cái này thì tha thuốc sẽ được cái hiệu quả nhanh hơn. Nếu như mà các bạn tha cái loại kem massage giảm mỡ bụng á, các bạn tha lên sau các bạn nịt cái này vào, nó đạt hiệu quả cao hơn nữa. Với lại là nếu các bạn xuyên, các bạn hãy đi tập gym nhẹ nhẹ, hoặc là mình kiêng ăn một xíu, ăn ít tinh bột lại, ít ăn mỡ lại, bớt uống trà sữa lại. Quá cute. Tóc mà mày tao đẹp ghê. Gì? Giống gì? Không thể tưởng tượng được. Cứ mỗi lần live stream là cứ phải dành 15 phút để chuẩn nha. Cái này không phải là concept nha các bạn, cái này gọi là latex. Cái loại này chỉ là 4 xương thôi, còn concept thì mình tới 9 xương là nó sẽ cứng hơn và khó nịt hơn, khó hoạt động hơn. Còn cái này mình thoải mái nè, có thể ngồi đi đứng. Ui giời, phá nhà. Mình mua mua dây đỏ giống như dây giả. Các bạn có thể liên hệ với Pay Percy Rock để mua cái sợi dây màu đỏ giống như dây. Thực ra là cái sợi này thì dây bán đó các bạn ơi, 600.000 nha. La la. Bây giờ mình chơi mini game đi. Cho mượn tao tiền. Tao đem để đây. Vậy lấy giùm bút tiền đi. Để tóc này xinh ha, để tóc này nhìn trẻ nè. Chơi mini game tặng tiền hả? Chơi mini game tặng cho 10 bạn đoán trúng 2 số cái latex này. Giấu đi. Ta chưa để lời lại riêng. Ta soi vô, ta thấy được 2 số cuối. Đây là 2 số cuối. Còn 2 số nào nhỉ? Số đẹp rồi. Thế tao không thích màu xanh lá. Tao có thích màu xanh lá. Chờ tao 10.000 thì nó cũng hơi kỳ đó nhỉ. Có lấy tầng trăm đi, sang nhất rồi đó. Hello mọi người. Cái này đi. Cái này có số không ta? Cái này cho đứa sang nè má. Các bạn ơi, nếu các bạn lừa đi tập gym thì các bạn có thể mua cái latex này. Cái này cho sang nè má. Cái này bữa tao chơi rồi nhưng mà tao không biết cái tờ nào tao ấy. Khác nhau mà. Chưa có đoán mà. Mình chưa có đoán mà các bạn, khoan. Từ từ hả comment nha. Cho số xương 1 tờ. Cho xương 50. Hủi cái cho tỉnh. Ăn kẹo cớm. Lại ăn kẹo cớm cái. Nhiều quá làm gì.
Chưa nha, Vi chưa có chuẩn bị trò chơi mà các bạn khoan hả ấy. Đang ở đó ăn kẹo á. Ôi trời. Bây giờ đây là cái tờ tiền. Ây da, khoan che lại. Ôi mẹ ơi. Đây là tờ tiền. Đây là tờ tiền 100.000, 100.000 và có cái dãy số series, đọc là series đúng không? Đây là một dãy số series và các bạn đoán hai số cuối nha. Cách để chơi mini game của Vi là các bạn share cái xe dùm cái livestream đi. Bấm share từ thiện như một cái nha và comment mắt thầm à. Mắt không hề thầm. Kệ đi. Các bạn đoán hai số cuối các bạn share livestream của mình. Sau đó thì các bạn comment vào livestream của Vi. Ví dụ như là các bạn comment số 18 đi. Rồi xong đó các bạn tag một người bạn. Ví dụ như là comment 18, sau đó thì tag Nguyễn Hi Di hoặc là Võ Anh Chí gì đó. À mình thấy tất cả mọi người nha, chào Bảo Vi. Bây giờ ngồi xa ra gì mọi người thấy không nhỉ? Chắc các bạn thấy cái này rồi đúng không? Đây. Bây giờ các bạn đoán đi. À các bạn comment số kèm với tag tên đi. Ví dụ như là số 18 nè, kèm theo một cái tên như là Thanh Thanh Võ hay là cái gì đó. Mắt thâm này mình nghĩ ai cũng mắt thâm hết trơn á. Bây giờ thời đại này ai cũng thức khuya bấm điện thoại mà. Các bạn nhớ share dùm Vi cái livestream nha. Mà phải share để chế độ công khai á. Sau đó thì Vi sẽ inbox cho 10 bạn. À các bạn tag bạn gái nha, đừng tag bạn trai. Tại vì cái này bán cho nữ thôi. Chị ơi, của em không có chỗ chia sẻ. Rồi mày khó khăn quá trời. À, các bạn tag một người bạn đi nè, giống như bạn một bạn đã làm đúng rồi nè, bạn Chi Nguyễn số 68, sau đây bạn ai còn bạn Huyền Kiều. Bí quyết để chị đẹp hả? Đó là chị đeo là tag hàng ngày để cho bụng chị thoang hơn, mặt đầm body thì nó không có bị lời mỡ la. Đây, vì một dòng eo thoang thoang gọn. À. Sửa hết mặt là đẹp. Trời ơi, sao tồn tại những cái đứa vô duyên như này. Âm binh sẽ làm lễ trừ tà. Những cái đứa này còn phải làm lễ trừ tà. Trời đánh dễ sợ luôn á. Ủa, mình live stream mình tag tên được mà mọi người. Được mà. Bây giờ Vi sẽ để tờ tiền ở đây. Đây là cái tờ tiền với cái dòng số series Vi lật ngược lại rồi. Đó, các bạn đó hai số cuối. Các bạn nhớ share dùm Vi cái livestream này nha. Sau đó thì tag tên một người bạn nữ. Vi sẽ công bố cái giải thưởng này ở một cái post hình. Ngày mai đi, ngày mai mình sẽ đăng một cái post hình là ghi 10 bạn đã trúng cái mini game này và gửi tặng mấy bạn cái la tắt. Yeah, mọi người đón quá kìa. Ngực. Nếu mà các bạn quan tâm đến phẫu thuật thẩm mỹ mà Vi đã làm thì các bạn có thể liên hệ với thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus nha. Lá la. Ta chim nó ngàn lần rồi mà mọi người chả nhớ. Quà là gì vậy ạ? Quà là một cái la tách. Đây, cái la tách này nè. Ê, có thấy tóc của mình. Á này sáng quá. À, được rồi. Mọi người đang tuột dần đều. Không được. Mọi người đang tuột dần đều kìa. Vậy đó, tại vì mỗi lần chơi mini game này. Các bạn ơi, trong lúc mọi người đóng mini game thì mọi người có câu hỏi gì giờ hỏi Vi không? Cho mọi người cái điện thoại đi cha. Ngày 3. Cái la tách này được sản xuất ở Colombia nha các bạn. Đâu rồi? Đây. Pin pin. Các bạn cần mình mô tả không? Đây là loại la tách bốn xương. Bốn xương. Đây, bốn xương chứ không phải là chín xương. Bình thường thì cái concept sẽ chín xương và nó khó nịch hơn là cái la tách của mình. La tách là mình mềm mại như này, có thể các bạn ngồi xuống khum lưng vẫn được, mặc đi tập gym hoạt động bình thường không bị cứng như cái concept. Và cái này thì ở ngoài được làm bằng cao su non, còn ở trong là cái loại vải cao cấp có thể là thấm mồ hôi của các bạn không làm cho da bị bí. Các bạn hiểu chưa? Giá của mình là 550 nha, được sản xuất ở Colombia. Chị Vi cắt tóc ngắn có thấy tiếc không chị?
Không, tại vì tóc tóc dưới của mình đi làm tóc nhiều quá cho nên nó cũng bị cháy rồi. Chị là mũi bao nhiêu vậy ạ? Chị là mũi giá là mũi chị là khoảng 45 nhỉ? 45-50. Duyên nha. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Bữa nào tao mày phải lập một cái livestream để dành chửi tụi nó. Live show chửi. Mọi người cứ đoán đi nha, ngày mai vào 11 giờ sáng hoặc là 8 giờ tối đó, Vi sẽ đăng một cái bóp hình là công bố những cái bạn thắng giải khi mà đoán cái số hay số cuối này nè. Các bạn ơi tắt tên đi, các bạn share dùm Vi cái livestream này nha. Mọi người đoán quá trời kia kìa. Đoán mà không không tắt sao mà được. Các bạn ơi tắt vô đi. Phải làm đúng thể lệ chơi mới được nhận chứ. Đúng rồi. Vi sinh năm bao nhiêu vậy? Vi sinh năm 2005. Vi mới chào đời hôm qua. Mới chào đời hôm qua. Ghê. Chí làm tóc cho Vi đẹp ghê. Dạ, chí mẹ. Giờ Vi đánh, Vi giờ đánh đá nhỉ. Đúng rồi. Tại những cái đứa âm binh như thế này đã làm cho thấy gì cho nên đâm đá. Cái này là mình đang nịch ở ở bên ngoài cái áo đầm ngủ nha. Đây là cái áo đầm ngủ chứ không phải là cái áo khiêu gợi gì đâu, chỉ là đầm ngủ bình thường thôi. Tại vì mình livestream mình muốn cho mọi người thấy là video cái latex này rất là thoải mái, cho nên là mình ở bên nịch ở bên ngoài. Còn các bạn nịch ở nhà thì các bạn có thể nịch ở bên trong nè, ở trong áo thun, mình đi tập gym, mình đi chơi, thậm chí đi chơi này kia luôn cũng được. À, trong trong livestream tát không được, ví dụ như mày tát tao rồi nè. Nè, nãy giờ tao cũng tát, mày tát không được. Rô. Để đem mấy trái lông cho. Không có lên, nhầm người tát không được. Tát không được, hơi buồn vậy. Mờ quá kìa, ê Chí mày coi có mờ không? Yeah. Bây giờ mày tát ra coi, mày tát cái kiểu, cái kiểu kia, cái kiểu mà. Tát luôn đúng rồi. Đó đúng, chính xác, mày hiểu ý tao. Không tát lên được hả? Vậy các bạn share ra trên giùm Vi đi. Vi cắt tóc hả? Bạn Chí là ở làm tóc cho Vi. Tôi đó. Là tôi đó. Sao không đăng ký vì yêu mà đến cho nổi thêm? Không cần có người yêu ba. Không có nhu cầu của người yêu đó mấy bạn ơi. Sao không gắn được? Thì các bạn cứ A cộng đi. Làm sao để tăng cân nhanh vậy chị? Đó là các bạn ăn nhiều là nhiều vô. Một ngày các bạn uống cả 20 ly trà sữa gì đó. Cứ ăn cái thứ gì nhẹ. Ăn ngày 8 cử. Ăn ngày 8 cử. Mình có xe vẫn tính đi nhé. Các bạn xe đi. Chị dễ thương nhé. Amy. Chị Amy. Amy là gì? Quen người không? Không quen. I do not understand your language. Thì đi học tiếng Việt đi rồi hiểu. Đi học tiếng Việt đi ba. Không hiểu gì cũng comment nữa. Sao qua đi ca. Xùi ma. Xấu quá em ơi. Xấu thì có coi. Nó xấu với ai đẹp trời. Hay dạy quá. Vi sinh năm 2005 nha. Cái mình đang cầm là CM. Và chúng ta có rất là nhiều size ở đây, như là đây made in Colombia. Để nhà như thế nào cho mọi người thấy nhỉ? Các bạn thấy Colombia chưa? Made in Colombia. Đứa này chửi tao ba má chết chùm. Bạn mua mèo ở đâu vậy? Lượm ngoài thùng rác á. Bên Anh á. Các bạn thấy qua bên Anh đi mua mèo Anh. Mọi người vẫn đang ê khúc
Hello mọi người. À hello hoài rồi, nãy giờ biết bao lâu rồi. Tập bị phẩm. Trời, sinh năm 2005. Trời, không hiểu sao cũng tin luôn. Mờ quá, mờ đâu mà mờ. Không để mình wifi nhà mình mờ. Mình nói là đâu có mờ đâu đúng không? Chắc thì tại nhiều khi mạng của bên mấy bạn á. Chứ bên mình ngồi kết cục wifi mà. Ồ la la. Người ta hỏi đàng hoàng mà kỳ, mà chẳng là kỳ vậy. Tại vì bây giờ mình chỉ chỗ mua mèo thì các bạn cũng đâu có biết chỗ nào đâu mà mua. Rồi đây đi. Sẽ ẩm mới lại. Cho xin 5 phút marketing. Nha, yeah, nè, đây là mèo nè. Mặt nó đang rất là khó chịu. Mặt nó khó chịu lắm. Đọc comment đi con. Đọc comment đi. Chào mọi người. Thương mắt mi không? Nó không có vui vẻ gì hết trơn á. Mặt nó kìa. Nó không bình dễ sợ. Ờ. Kỳ ghê. Thân thiện vậy đó. Mặt kỳ nhỉ. Mikun đâu? Mikun trong phòng ngủ rồi. Cái này là Vi không có bán thịt bụng nha. Vi chỉ review lại sau khi sử dụng. Và mình đã giảm được khoảng 6cm ở vòng bụng của mình, vòng eo. Cái này thì mình nịt khoảng 10 tiếng một ngày. Nói chung lại là Vi nịt suốt. Bởi vì nó rất là thoải mái, không có cản trở gì. Cho nên là nịt suốt như vậy. Với là kết hợp là ăn kiêng và những cái loại massage bụng, những cái loại kem massage đó. Kem mà nóng nóng đó. Nãy giờ không ai chờ, không ai đóng đúng mini game chưa? Nãy giờ chưa ai đóng đúng mini game. Mấy cơn đâu? Mình đổi bông đi, bông màu hồng. Mình lấy bông màu trắng. Cứ cách 10 phút thì sẽ rớt điện thoại một lần. Ôi da. Ai sao đâu mà không cài được. Nãy giờ chưa ai đón đúng hết trơn nha. Mình chọn 10 bạn đón đúng để gửi tặng các bạn cái la tách. Uống miếng trà nó khô hỏng. Chúng mày like 5 phút rồi. 5 phút rồi. Cưa à? Ừ, cưa gấu lúc nào cũng luôn đẹp trai và ngầu. Có uống miếng trà đi thôi được con. Ừ, gót gì cho cá có cái đi là. Ừ. Ví dụ như mà ta làm đổ cái bình trà xuống thảm ra chứ. Khóc tám dòng sông luôn. Không ai đáng đúng hết mày ơi. Các bạn cứ đón đi nha và các bạn share livestream của Vi. Xe đi bấm xe có cái ở đâu mất mát gì đâu. Đâu tốn thời gian đâu. Xe cho từ thiện cho nó. Cái nịch bụng latex này là giá 550. Giờ giờ là giờ là nhớ. Giờ là giờ là party. Tóc tao mau dài ha bữa nhớ. Nhớ rất là giờ nó dài đúng không? Mà tóc tao mau dài đúng không? Chúng nó đang sửa bi. Các bạn đó gần đúng rồi kìa. Ờ, có một bạn đoán gần đúng rồi kìa. Nhém đúng thôi chứ chưa đúng lắm. Ném. Sao nhà mình có cái bát rau đẹp nhỉ? Mọi người ơi, mọi người cứ đón đi nha. Nãy giờ mình live stream bao nhiêu phút rồi nhỉ? Nửa tiếng hơn rồi kìa. À mình, ủa mình coi thời gian được á, tao mới biết luôn. Rồi má ơi, má lúa gì để sợ. Ờ, lúa dã man á, đâu ra thử coi trên đây coi. Mới biết luôn. Tổng tạm con người lúa như nào. Công nghệ dễ sợ. Bật mí cho nó dưới 50 hay là trên 50. Bật mí thôi, cái này tại vì mình chọn tới 10 người cho nên là không có bật mí được. Các bạn ơi, các bạn chỉ comment được một lần thôi nha. Với lại là nhớ share livestream của Vi dùm nhé.
Mọi người ơi, có ai bị bụng bự giống như mình không? Hãy giơ tay lên đi. Chị mới nâng ngực hả? Nó tao mới nâng ngực hả? Tự nhiên á chứ đâu nâng đâu. Thấy chưa? Có những cái đứa như thế này, tại sao tồn tại những đứa như thế này? Thôi kệ nè. Kệ đi má ơi. Tại sao là chim? Nó đóng vai phụ mờ nhạt trong livestream của bạn. Nó tặng comment thôi. Ê, ta có cái đồng tiền Ấn Độ mày biết không mày? Đâu? Lạ lùng cái đồng. Mấy sao đồng tiền của nó? Sao ai gọi tên mình trong đây hoài vậy? Bạn mày kìa. Chắc là bạn. Bạn đang, bạn mày á. Người biết Trí trên Facebook. Bật ra đi lấy gì đi rồi bớt hãm đi. Bao nhiêu vậy chạy? Cái này là 550 nha em. Chị dưỡng da sản phẩm gì ạ? Chị cũng không biết nữa. Chị xài kem trộn. Cười vậy? Chị xài kem trộn. Ồ cười lắm hà. Xài kem trộn. Không ai nói cô chán kìa. Bầu này bao nhiêu? Bộ nịch bụng này là 550. Trời ơi, dính son rồi không thể tưởng tượng được nó môi vậy đâu. Hôm nay nhìn chị Vi thấy dễ thương và đáng yêu quá đi. Đúng rồi, Vi dễ thương mà. Mình sẽ cho các bạn coi cái này rất là mắc cười ở nhà mình. Vì cái bàn tay có thể làm mà sao cứ liếc liếc hoài vậy em, cười xinh lắm. Vì đâu có liếc đâu. Đây là cái đồ chân ở lò sưởi nhà mình. Cái bàn tay. Đây, cái bàn tay này là thể hiện cái sự ăn chơi của mình. YOLO. Còn đây là Vi sẽ gửi đến những đứa mà Vi ghét bằng ngôn ngữ của bàn tay này thì không có bị lạnh. Bây giờ đây các bạn thấy thôi gì chửi mình trong livestream của mình đi. Trong Nam không lạnh nè, ngoài Bắc mặc áo trong áo ngoài. Đúng rồi, đây là Sài Gòn nóng, rất nóng. Đứng lên xem thử Phi ơi, đợi xíu. Ây da, trời, xíu mình sẽ sổ lại đây. Hello, hi. Ai da, ngồi bước cái tay. Đây nè, đứng lên nè, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Đây nè, đây là cái đầm ngủ. Đây là cái đầm ngủ nha, mình đang nịch ở ngoài. Thật ra là nịch bên trong á, chứ không phải nịch ở ngoài về đâu. Đây là cái loại latex bốn xương. Nãy giờ nói rồi, bốn xương, bốn xương. Uống xương mình dễ hoạt động hơn, các bạn hãy lắc qua lắc lại như thế này. Được. Bộ này là 550 nha, cái này đọc là latex. Nếu các bạn muốn được tư vấn kỹ hơn, các bạn hãy liên hệ với chị Diệu, anh Vi có tách gì đó bên ngoài đó, hoặc là các bạn liên hệ pay đi. Chị Vi nhìn giống chị bla bla quá ha. Nhìn chị còn đẹp hơn chị bla bla. Gì vậy? Chị bla bla. Các bạn thấy chưa? Đây, nó rất là dài và có thể nịch được ở từ phần chân ngực cho tới cái phần bụng dưới của các bạn. Bởi vì nhiều khi mình bị mập cái phần này nè. Ai cũng bị mập cái phần này hết. Đây, đó, các bạn nịch vào thấy được cái đường cong của các bạn. Không có khó chịu đâu. Nịch một ngày 10 tiếng thì sau khoảng 1 tuần thì các bạn sẽ giảm được 3 xăng. Kết hợp với ăn kiêng một xíu, hoặc là không ăn kiêng luôn vẫn giảm được. Các bạn muốn được tư vấn kỹ về cái liệu trình giảm eo 1 tuần 3 xăng 4 xăng gì đó, các bạn hãy liên hệ với chị Diệu Anh.
Cái này những chị nào sau khi sinh em bé mà bụng các chị bị sồ ra thì mình nên nịch, nịch khoảng 1-2 tháng là bụng đẹp lại bình thường à. Chừng nào lấy chồng 10 năm nữa thậm chí có thể ế. Kết quả mini game luôn đi Vi. Vi chưa có tổng kết được các bạn. Tại vì hồi mình tắt livestream mình mới tổng kết được các bạn comment những gì. Với đây là nếu mà mình công bố bây giờ thì các bạn sẽ sửa cái comment lại á, và rất là khó xử. Cho nên các bạn cứ comment đi, Vi sẽ công bố kết quả vào một cái box hình. Nha. Yeah. Nha. Yeah. Xong rồi đó. Mười năm nữa ế, thế Vi không bao giờ ế cả nè. Vi cưng. Ủa vậy? Chí mỗi lần tao đi đâu qua đây làm tóc của tao ơi. Mai đi. Đi đâu? Mai. Lỡ khi tao đang đi chơi. Mai xuất hình. Ừ. Qua, ừ, qua làm tao đi. 200.000 tiền làm tóc giùm. Gì vậy? What? À cái gì dễ thương thấy màu luôn. Các bạn thấy cái sợi chỉ đỏ ở đây trên tay có đẹp không? Dành một phút để PR sản phẩm mình đang bán. Cái này là 550 nha các bạn, 550 á. Bị nước cục trời. Shop của chị ở đâu? Cái này không phải là của chị bán à, bạn có thể liên hệ với chị Diệu Anh Vi tát ở bên ngoài live stream. Cái này nhiều khi mà mạng có bị mờ á, có thể là bên bên các bạn đường truyền nó bị kém một xíu á, chứ không phải là bên bên mình đâu, bên mình đang rất là mạnh. Đúng giờ cho mắt quá, tại sao tao lại nhìn cho bóng đèn nhỉ? Tao thiệt là stupid quá đi cháu á. Xin nhìn đây, nhìn vào bầu trời đêm. À được rồi, đẹp lắm nhưng không mang đẹp hơn. Không ăn gì, cái này là mình đang nói chuyện cái nịch bụng nha, không có liên quan gì cái khác. Bên Vi đang rất là rõ. Mà là nhiều khi tại vì đường truyền nhiều nơi á. Có thấy không mình không Vi, chào bạn Lệ Thủy. Mình thấy mà. Bạn ơi hơi lắc, bạn mình có lắc không chứ? Không đúng không? Không, bình thường. Bình thường. Nè, Vi đang xem livestream của mình trên một cái điện thoại khác, rất là rõ. Có thuốc săn chắc vòng 1 không? Quấy rối tình dục. Cái shop bán chỉ đỏ chị. À cái shop bán chỉ đỏ là tên là Bear Syrup. Bạn có thể, mấy bạn lướt Facebook của Vi, Vi có xe về đó. Các bạn vô Facebook của Vi đi, vô tường nhà Vi á. Các bạn lướt lướt có thấy à. Vi ơi cho mình cái bông đeo lên tóc đi. Nè nhà mình cái đóng luôn. Các bạn còn hỏi gì nữa không nhờ? Cái này sau khi sinh con mình mới đeo được nha. Trong lúc có bầu không không có đeo được nha các bạn. Sau khi mà các bạn sinh con, sinh em bé á, thì mình bị bụng mình bị sồ ra thì các bạn nên nịch cái này lại để lấy lại cái bóc dáng nhỏ gọn. Cái này một ngày các bạn cứ nịch 10 tiếng đi, hoặc nhiều hơn 10 tiếng cũng được, hoặc là mình dùng để ngủ qua đêm vẫn được luôn, rất là thoải mái, không có bị ngợp, không có bị nghẹt thở, những cái hoạt động không có bị ảnh hưởng gì nhiều. Ừ. Hỏi kìa, thằng bên cạnh có kiềm chế được không? Trời ơi. Không cảm xúc luôn á. Ờ, tôi nó hỏi những câu là giảm nhiếc sợ. Giảm nhiếc. Bao giờ lấy chồng? Năm sau. Sexy quá đi. Không lạnh. Đang ở trong Sài Gòn cho nên là không có lạnh xíu nào hết.
mọi người cứ đón đi nha. Vi còn đang chơi mini game đó, sau khi mà Vi ập cái livestream thì mình mới nghỉ chơi. Hello, chào anh Quân. Sao dạo này thấy Vi ít up hình Chromicon, trời ngày nào cũng up luôn á. Chào mọi người. Mọi người ơi, mình vẫn tiếp tục chơi mini game đón hai số cuối, tặng cho 10 bạn đầu tiên đón trúng cái này nha. Tặng cái latex, latex là cái mà mình đang đeo á. Đây các bạn đón đón trúng hai số cuối đi. Tên. Mình đang chia hai cái số cuối lại. Tóc Vi có làm gì không hay là cắt thôi, tóc Vi cắt thôi à. Anh sợ lỡ cộng đứt cộng dây. Đứt cộng dây gì? Dây thần kinh hả? Sao tồn tại những đứa nó không mệnh gì nhỉ? Thôi kệ đi. Kệ, con mi dưới thỏa mãn đi. Mi dưới phải làm gì đẹp vậy? Mi dưới hả? Lông mi á hả? Chị xài sao nhìn màu gì vậy? Không biết luôn. Ê, cái hũ xong ta rồi. Rồi. Các bạn share clip nữa nha. Các bạn muốn được tư vấn rõ, các bạn liên hệ với chị Diệu Anh đi. Được tư vấn rõ hơn. 60kg vẫn đeo được nha, thậm chí là 80kg vẫn có size cho các bạn. Da mặt ta đẹp nhỉ. Một người đoán được một lần thôi. I'm so 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 béo thế. Mặt mũm miệng. Mình không có mũm miệng. Không hề mở miệng, never. Khi nào có kết quả, vào ngày mai sẽ có kết quả nha. Các bạn cứ đoán đi, sau khi Vi up thì Vi sẽ coi lại những cái comment của mọi người. Các bạn nào mà đoán trúng số với đây là chơi đúng cái luật là xe live stream của Vi thì Vi sẽ liên hệ và gửi quà một cái latex cho các bạn. Nhạc hay nhỉ. Các bạn ơi, mình chuẩn bị ập rồi, các bạn còn cái gì hỏi mình nữa không nè. Các bạn cứ đoán đi nha. Khi mà mình ọp á là các bạn đừng có đoán nữa. Vì mà ọp xuống rồi các bạn mà comment nữa thì mình có không có kiểm hết được. Đoán được một lần, mỗi người đoán được một lần. Các bạn nhớ share dùm Vi cái livestream này nha. Share dùm Vi đi, Vi chuẩn bị ọp rồi. Các bạn muốn mua cái này được tư vấn kỹ hơn, các bạn liên hệ với chị Diệu Anh. Hoặc là các bạn vào pay, Vi có dẫn link ở phía bên cái caption của mình ở livestream á. Các bạn cứ ra và tham khảo đi. Giờ toàn là mấy con nhảy ra lên mạng khoe hàng cho thiên hạ cười vào mặt. Để tao cười vô mặt mày trước cái đã. Yêu nghiệt. Những cái đứa như mày thì sao không chết sớm đi cho tao nhờ. Trời ơi, tại sao tồn tại những cái đứa như thế này nhờ. Nó vào không mình chửi tao. Vậy mà nó còn để thằng con nó nữa. Trời ơi, mấy bạn không sợ sau này con mình mang nghiệp sao? Nhiều khi tao chửi mà tao vẫn phải làm kiểu dễ thương. Gặp bên ngoài à. Nói chơi thôi chứ mình có thiệt. À, mi cưng nè, các bạn coi mi cưng đi.
Miss Queen nè, ha 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 mọi người. Con chào mọi người đi. Nhìn gì vậy? Nè Miss Queen nè mọi người, dễ thương không? Đây là Miss Queen là mèo tai cụp. Miss Queen là mèo tai cụp. Tin tin tin, xin chào những đứa rẻ tiền vô đây chửi. Hello. Bây giờ mình ập nha. Bye bye mọi người. Thôi, giờ tè những thằng não ngắn. Đúng đúng chính xác. Ừ. Cảm ơn các bạn đã bên mình. À các bạn nào bên mình thì các bạn sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc suốt đời. Thánh thần. Bây giờ mình chuẩn bị ập nha. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ. Các bạn muốn mua cái latex nghịch bụng, các bạn có thể liên hệ với chị Dư Anh để được tư vấn kỹ hơn về size, về những cách mặc như thế nào, kết hợp với những cái gì cho hiệu quả về giảm bụng. Còn bây giờ mình chuẩn bị ợp nha. Bye bye mọi người. Bye bye những người thích mình và những người ghét mình. Những người thích mình sẽ mãi mãi sống trong hạnh phúc. Chào mọi người. La la. Bây giờ mình sẽ đi kiểm comment cái mini game mà nãy Vi chơi và Vi sẽ công bố kết quả vào ngày mai. A la la. Hung nè.